Thưa quý vị và các bạn, thuế đất phi nông nghiệp có hiệu lực và thi hành từ đầu năm 2012 đến nay. Đây là sắc thuế chiếm tỷ trọng rất nhỏ khoảng 5% trên tổng thu ngân sách nội địa, nhưng lại có tác động bao phủ toàn dân. Mức thuế đóng sẽ khác nhau tùy vào diện tích đất và khu vực có mảnh đất, tức là thuế suất sẽ phụ thuộc vào hạn mức diện tích và giá đất của từng khu vực. Để giúp người dân hiểu đúng và kê khai đúng, đủ, cơ quan thuế đang tập trung rà soát hồ sơ và tuyên truyền hướng dẫn. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại quận Hải Châu. Tại Hải Châu, cơ quan thuế đang quản lý gần 45.200 thửa đất chịu thuế phi nông nghiệp, trong đó có khoảng trên 3.000 hồ sơ cần điều chỉnh thông tin do người nộp thuế trước đó kê khai chưa đủ hoặc chưa đúng về thông tin diện tích, hạn mức tính thuế, dẫn đến số thuế phải nộp chưa đủ hoặc chưa đúng thực tế với dữ liệu của cơ quan quản lý nhà đất. Chỉ riêng trong tuần cuối của tháng 10, Chi cục thuế quận Hải Châu đã tổ chức 13 buổi trao đổi với các cá nhân, đơn vị có liên quan để người nộp thuế hiểu rõ các quy định tại luật và tự kê khai lại trước khi cơ quan thuế lập bộ vào đầu năm 2024. Cơ quan thuế sẽ thực hiện rà soát theo cái hồ sơ khai thuế của người nộp thuế từ những năm trước, sau đó là thông tin cho người nộp thuế để người thuế cùng với cơ quan thuế để cơ quan thuế sẽ hướng dẫn về việc là thực hiện kê khai bổ sung hồ sơ cho nó hợp lý, thì lúc đó cơ quan thuế cùng với lại cơ quan chức năng, ủy ban nhân dân các phường để thực hiện xác lại hạn mức tính thuế cho nó đúng. Theo luật, loại đất phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp gồm đất ở tại nông thôn và đất ở tại đô thị. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp gồm đất xây dựng khu công nghiệp, đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất kinh doanh, đất khai thác chế biến khoáng sản, đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ cốm. Ngoài ra có đất phi nông nghiệp sử dụng vào mục đích kinh doanh. Giá tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm. Thì đa số là người ta cũng hiểu và họ sẵn sàng. Ví dụ như cái năm vừa rồi á, rồi cho đến cái năm rồi đây, có thuế tha đổi, có tha đổi, nhưng mà người ta vẫn tham gia một cách nhiệt tình, mà cũng mong rằng cơ quan thuế tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn cho mọi người dân chúng tôi hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn về vấn đề nộp thuế cho đúng thời hạn như quy định của nhà nước. Về mặt nguyên tắc, các trường hợp có sở hữu nhà đất thuộc diện phải chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cơ quan thuế phải đưa vào diện quản lý thu. Theo cơ quan thuế, việc kê khai và nộp thuế là trách nhiệm của người dân. Người nộp thuế không cần phải kê khai lại tờ khai nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp hàng năm. Như trong trường hợp phát sinh các sự thay đổi như thay đổi người có quyền sử dụng đất, thay đổi diện tích đất sử dụng, mục đích sử dụng đất, thì người nộp thuế phải kê khai và nộp hồ sơ khai thuế trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh các sự việc trên. Trường hợp quá hạn mà người dân không kê khai sẽ bị truy thu, phạt theo quy định. Trước đây thì cơ quan thuế thực hiện thông tin đến người nộp thuế rà soát, nhưng mà người nộp thuế người ta chưa nắm hết được những cái quy phạm pháp luật, người ta chỉ cung cấp cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất. Do đó là khi đó cơ quan thuế sẽ thực hiện căn cứ vào ngày cấp giấy nhận quyền sử dụng đất để xác định các hạn mức tính thuế. Thì qua ý kiến phản ánh của một số người thì nguồn gốc đất thì có trước. Do đó là cơ quan thuế yêu cầu bổ sung hồ sơ để hoàn thiện lại cái việc kê khai thuế và tính thuế cho người nộp thuế. Đây là quyền lợi của người nộp thuế. Theo quy định, diện tích đất tính thuế là diện tích đất thực tế sử dụng. Trường hợp có quyền sử dụng nhiều thửa đất ở thì diện tích đất tính thuế là tổng diện tích các thửa đất tính thuế. Về thuế suất, đất ở bao gồm cả trường hợp sử dụng để kinh doanh áp dụng theo biểu thuế lũy tiến từng phần như sau. Diện tích trong hạn mức có mức thuế suất là 0,03%, phần diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức có mức thuế suất là 0,07%, phần diện tích vượt trên 3 lần hạn mức có mức thuế suất là 0,15%. Hạn mức và giá trị đất tính thuế tùy theo từng khu vực theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố.